Xin chào tất cả các bạn. Vâng, hôm nay ngày 1 tháng 11, Dũng Body chính thức công khai khóa học online L1. Chắc hẳn nhiều bạn rất đang háo hức ngóng chờ điều này đúng không nào? Không chỉ các bạn đâu, ngay chính bản thân mình cũng vậy, rất đang háo hức chờ đến ngày hôm nay và cuối cùng nó đã đến. Không chờ đợi lâu nữa thì mình xin được giới thiệu thành phần giáo viên xuất hiện trong khóa học L1 này. Ngoài mình và cô Thanh ra thì xuất hiện một cô giáo người Nhật tên là Yuka. Hay, và một nhân vật rất là đặc biệt nữa, đó chính là cô Nghiêm Hồng Vân, hiện đang là trưởng khoa tiếng Nhật, trường Đại học Hà Nội. Và cô ấy chính là giáo viên của hai vợ chồng mình đấy. Cô Nghiêm Hồng Vân dạy rất là dễ hiểu, chính vì vậy mình muốn các bạn được tham gia giờ giảng của cô. Và mình đã mời cô về phụ trách cho mình phần ngữ pháp. Và không để chờ đợi lâu, chúng ta cùng vào trong khóa học L1 của Dũng Body Online để xem có những gì nhá. Ok, trước hết chúng ta sẽ nhìn thấy một tiến trình học ở đây, đấy nhỉ? Một tiến trình học. Trong đó thì các bạn sẽ học từ vựng trước, đấy nhỉ? Trong từ vựng này thì sẽ có mình, cô Thành và cô Yuka sẽ phụ trách. Trong phần từ vựng đọc chữ Hán, mình sẽ phụ trách. Ok. Trong phần này sẽ có là 15 bài, đấy chứ nhỉ? Sau mỗi 15 bài sẽ có 2 bài test. Thế nào? Sau đó đến phần từ vựng điền vào chỗ trống do mình và cô Thành. Ok. Hay, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 3, đó là gì? Chọn từ đồng nghĩa, đấy nhỉ? Do cô Yuka phụ trách. Cô Yuka giảng rất là hay, ngoài ra cô còn có một tài năng rất là đặc biệt, đó là vẽ rất là đẹp. Vì thế trong những bài giảng của cô thì cô vẽ rất là nhiều và rất là sinh động, nên là gì, bài giảng rất là thú vị và trở nên dễ hiểu hơn, được chưa nào? Hay, cuối cùng trong phần từ vựng chúng ta sẽ bắt gặp gì nhỉ, cách dùng của từ, được chưa nào? Và phần này do mình phụ trách, được chưa? Hay, ok. Hay, vậy là chúng ta đã học xong phần từ vựng rồi phải không nào? Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang phần gì ạ? Ngữ pháp. Đây, phần ngữ pháp. Phần ngữ pháp thì do cô giáo Nghiêm Hồng Vân phụ trách. Đây, cô giáo Nghiêm Hồng Vân phụ trách. Chúng ta có thể vào qua bài giảng của cô Nghiêm Hồng Vân một chút nha. Các bài giảng của cô Nghiêm Hồng Vân thì rất là dài. Nó bao gồm tầm khoảng 1 tiếng hay là hơn 1 tiếng một chút. Nên là các bạn phải chuẩn bị thời gian, cố gắng nhá. Hãy lấy vở, sách vở ra để ghi chép. Có một bạn tên là bạn Huy. Bạn Huy sẽ là đại diện cho học sinh của chúng ta. Được chưa nào? Sau mỗi bài giảng của chúng ta sẽ là một bài test. Ok, các bạn có thể nhìn thấy đây. Được chưa nào? Hết giai đoạn 1 rồi thì chúng ta chuyển sang giai đoạn 2. Đó là giai đoạn đọc hiểu. Đọc hiểu thì do cô Thành phụ trách. Cô Thành sẽ dạy rất là nhiều. Trước tiên chúng ta sẽ vào 20 bài thăm bừng. Được chưa nào? Sau đấy thì chúng ta chuyển sang chiêu bưng này. Được chưa? Chiêu bưng này, xong thì chô bưng này, chô bưng xong thì các cự này, xong thì dô hô kên sắc cự này, đấy chứ nhỉ. Cuối cùng là những bài nghe hiểu đấy nhé. Hay, môn đài này, ok, môn này chúng ta có thể vào đây và chúng ta bấm vào nghe. Hay, chúng ta luyện tập như thế nào, và chúng ta sẽ chọn luôn đáp án và nộp bài dưới này, được chưa nào? Có đáp án luôn đây. Cuối cùng hết giai đoạn thứ 2 rồi thì chúng ta chuyển sang giai đoạn số 3. Giai đoạn số 3 thì bao gồm tổng hợp luyện đề ngữ pháp, luyện đề từ vựng, luyện đề, và chúng ta sẽ có những bài thi thử GPT luôn. Có 5 bài thi ở đây thì các bạn có thể bấm vào đấy và tham gia thi được nhá. Từ vựng, chữ Hán, đọc hiểu, ngữ pháp. Được chưa? Hay, tụi đây này có rất là nhiều bài test cho chúng ta làm. Được chưa nào? Hay, test, được chưa? Hay. Mỗi bài từ vựng chữ Hán rất là dài nhá, cả đọc hiểu nữa, giống như là một bài thi thật luôn. Được chưa nào? Vâng, các bạn cố gắng học theo tiến trình ở đây do bên mình đã thiết lập sẵn trên website. Và các bạn đừng quên một điều rằng đó là chúng ta sẽ mang giấy bút ra để ghi chép lại những nội dung của bài học. Chúc các bạn luôn học tốt và đạt thành tích cao trong kỳ thi GPT. Bye bye.